Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay ngày 19 tiếp tục này gửi tới các bác những con Amni hôm nay hoàn toàn là cao cấp nha. San Sui này và những cái Soli đời cao này, Soli V55 ES này, Onkyo đời khủng cao luôn này, tem vàng này. Đời và cao là XX. Yamaha trả tiền cho các bác là ngon bồ rẻ này. Pao, còn Pao đẩy Auric. Còn em Soli và em Onkyo, em đi dòng thế hệ mới rất là hay. Đời cao hôm nay hoàn toàn những dòng đời cao cấp cho nha các bác ạ. Vâng, và đến mã số đầu tiên ngày hôm nay luôn, đến tới một em đến từ thương hiệu Soli, cực kỳ dòng thuốc xếp vào thế hệ hiếm hiếm gặp, size 42, hai cửa băng và có auto revert hết nhá, hai quay hai chiều. Đó, ghi đây và trưng bày rất đẹp, còn trong tình trạng là mặt mũi còn sáng sủa đẹp đẽ, còn rất tốt nha. Hát hai chiều, có đèn ti ở giữa, hai chiều, hàng hiếm nha các bác nhá, lưu ý đây là hàng hiếm ạ. Có ghi âm bất, có thể là ghi thiết bị người vi ngoài, tích kết nối ở điện thoại để ghi, hoặc là ghi từ máy vi tính để những bản nhạc hay nhất mình ghi vào cuốn băng như thế này. Các bác nào hôm nay mua thì em tặng kèm theo để các bác về tự ghi nhá, một cuốn băng theo đây luôn nhá. Đây có hai đèn ti rất đẹp và bên này đang chạy hai chiều là vật luôn. Đó, chiều quay ngược lại này. Còn rất là đẹp chắc chắn. Có hai đèn ti rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Sony TCWR750. Đó, và đến mã số đầu tiên ngày hôm nay cũng bán hàng hiếm, cũng bán thanh lý cho bác luôn, thuộc dòng như là hàng mẹ đố mạng sao đẹp quá, 2.400.000 đồng mã số 1 nha các bác ạ, 2.400.000 đồng tặng các bác một cuốn băng này nha, các bác về tự ghi. Và với đến mã số 2 đến từ Elric, model của em này là CS 35335. Em này là một em bao có hai đồng hồ ve vẩy rất là đẹp nha các bác. Tuyệt vời đẹp luôn. Đây phía đằng sau đây ạ. Đánh trở kháng đánh 4 đến 16 ohm nhá, đánh tất cả thì 8 đến 16 ohm, 4 loa. Công suất 120W, có hai đồng hồ ve vẩy rất là đẹp. Đây và lục gang của em đã rất là dày. Đánh những con sò xanh, đen, sò lớn ha. Các bác nào yêu thì em sẽ để với giá rẻ luôn, 1.500.000 đồng mã số 2 ạ. Bao đẩy nha các bác nhá. Và đến mã số 3, một đời thế hệ mới đời cao của dòng thương hiệu Onkyo, dòng phim nghe nhạc ha. Nhìn âm thanh rất là khá ok, là chuẩn, các bác có thể xem phim về nghe nhạc rất là hay. Mặt màu đen trong thời thế hệ mới. Thế hệ mới nha. Model TXNE579 ạ. Em này nói thẳng là em bị thâu của khách nha. Trước thì trị giá con này trên 4 triệu và em bán có chừng khoảng hơn 2 triệu. Và hôm nay em thâu này của khách nha, thì em sẽ bán rẻ hơn. Công suất của em này là 400W ạ. 400W trở kháng sẽ cho ra từ 6 đến 16 ohm. Đây đường loa chính là đường của này nha các bác nhá, đường ra loa CT loa nghe nhạc ấy, tống hết ra, có chức năng là giải mã. Đây và ruột gan của em nó đây ạ. Em quay chi tiết để các bác chiêm ngưỡng. Nói về hàng thu lại của khách nhưng mà trong tình trạng cũng còn là khá đẹp nha. Không kém gì hàng mà mới bãi luôn ha. Và đến mã số này thì em bán cho các bác với giá là 1.600.000 đồng thôi ạ. 1.600.000 đồng thôi, mã số 3 này. Siêu siêu rẻ cho các bác về chơi. Đã gọi là thu lại của khách thì các bác sẽ có giá là cực kỳ là êm ả rồi. Và đến mã số 5, đến từ thương hiệu Soli, cũng là một đời thế hệ đời cao đời mới, đời số 4, thế hệ mới nhất bây giờ, mã số 4 nha các bác nha. Soli đến từ thương model là DA3006ES. Con này bê rất nặng, nặng như con trâu. Các bác coi tất cả các chân cắm loa thì nó rất là đời cao, nhìn rất là uy tín phải không ạ? Đẹp, đánh được loa A và được loa B này ha. Trở kháng đánh rất là dễ chịu, 4 đến 16 ohm nha các bác nhá. Đánh hết thì nó là 8 đến 16 ohm, rất là dễ chịu, có chức năng giải mã âm đi thuộc dòng thế hệ mới, có sử dụng được HDMI này. Kết nối được đường mạng, em không hiểu mạng thì kết nối như nào, và đường vào và đường ra của HDMI luôn. Đấy. Đấy.
bạc chơi rất là dễ trị, các bác có thể làm cái được làm cái đầu giả mã cũng được đấy ạ. Bê rất nặng, ui dồi ôi, quá cần khủng vào quá. Những dòng thế hệ như thế này thì thường thường hiện tại bây giờ là anh em bán là 4 triệu nha, 4 triệu thì trên 4 triệu nha. Công suất là 250W. Có thể là ghép vang, hát hò karaoke, nhưng mà em thấy còn quá đẹp và mới các bác ơi. Quá đẹp và mới ạ. Và đến với hôm nay em bán với giá là 2 triệu 400 ngàn đồng thôi. Mặt nhôm đúc nha các bác. Mặt nhôm đúc. Rất bền, rất là nặng. Còn nguyên nắp chụp ở phía trên. Có giải mã ở phía trên này luôn. Đó. Quá đẹp. 2 triệu 400 ngàn đồng, mã số 4. Và mã số 5 để dành cho những bác nào mà cần chất lượng, không cần về thẩm mỹ cho lắm, thì em sẽ bán rẻ cho các bác mã số 5 này, đến từ thương hiệu Yamaha Morian AX461 nha. Đấy, rất là dễ chịu, rất là dễ ghép noa, chỉnh chép bát ở đây. Mặt màu vàng chanh. Em này có làm chức năng các bác để làm giải mã các bác ạ, giải mã DAC nhá, công suất là 180W, cũng có thể là ghép vang để hát hò karaoke được. Trở kháng của loa nó sẽ là từ 6 ohm các bác nhá. Đây, ba đồ gan của nó đây. STK rất hay các bác ơi, bảo sao nó hay, sử dụng con STK ở phía dưới rất là nhiều. Trở xứ rất là nhiều nha. Đó. Vâng, và đến với mã số 5 này em bán với giá là 1 triệu đồng, mã số 5. Đấy, hơi chảy một tí vậy thôi. Mặt nó hơi mốc bốc, chảy tí thôi ha. Bán giá thanh lý, giả xả lỗ cho các bác luôn, cho nó gọn nhẹ. Và đến mã số 6, đến với thương hiệu Onkyo, dòng đời đời cực cao nha. Cao Wood Intera A817XX, tem vàng. Tem vàng. Em này bê nặng như đá nha các bác. Dòng này dòng âm ly xì tê chứ không phải là đa kênh nhá, xì tê, cho nên là chất âm rất là tuyệt vời, giá thành luôn luôn là nằm trên rất là cao. Đó, thì công suất là 210W, thì em đánh chưa thực được loa 30 thì đánh rất là nhẹ nhàng rồi. Trở kháng đánh từ 6 đến 16 ohm, nắp điếc còn rất là đẹp, bê rất nặng. Em này sử dụng hai nguồn khủng, nguồn rất là to nhé, nguồn to. Em không biết nào nữa, nhìn nguồn nhiều quá, quá trời quá xá luôn. Còn những con sò san ken to không ạ. Đó, các bác có thể là chơi những em này về ghép hát karaoke và những đôi loa bạo lực to, công suất lớn đây. Thì đây cái đít của nó này, không hiểu tại sao nó lại như thế này, nó đúc nguyên một cái khối khối gang nằm giống như là phía dưới, rất là nặng, đầm là bê rất là nặng nha. Cái này cảnh báo những bác lớn tuổi không bê được thì phải nhìn lưu ý nha, nhờ các con cháu bê cho, chứ bê cố có này nặng lắm ạ, là kinh khủng luôn. Em này vậy, hôm nay toàn em nặng thôi. Và mã số này thường thường nó là nằm trên hàng 4 nhá, tiền nó nằm hàng 4, hàng 4 triệu ấy, hàng 4 gì ạ. Thì em bán cho các bác với giá là 2 triệu 500 ngàn đồng thôi ạ. Hàng mùa này, mùa thật sự là hàng bán cũng chậm. Nói thật là vậy, thì em sẽ cố gắng em bán hàng cho đi thật trôi nhanh để tiếp tục hàng mới về. Trong tình trạng còn quá đẹp, đẹp sang chảnh, đề nặng 2 triệu 500 ngàn đồng thôi. Và đời cao vót ngay em giới thiệu ngay lúc đầu rồi, dòng khủng. Đây mặt phai nhôm đúc nguyên khối luôn, thuộc dòng hạng nặng, thuộc dòng hạng nặng về chất âm, đời cao của dòng đánh giá cao của dòng Amly. Model của em này là TV55ES. Có nó có giải mã tới 32 bit nha các bác nhá. 32 bit luôn. Có cúp mở ở phía dưới trong tình trạng là sáng sủa đẹp đẽ. Những dòng này thường thường là bán những dòng 3 đến dòng 4 triệu không đẹp, và hôm nay em bán luôn. Mặt đằng phía sau thì còn vàng như là vàng 49, có chức năng đường in giải mã. Đường đánh đường loa A, đường loa AB này và đường loa A đây nhá. Còn ria sen các bác bỏ qua, các đánh về các bác là mua âm ly để nghe nhạc mà. Đây. Một A, B đây. Và công suất lên 345W, trở kháng của em này đánh từ 6 đến 16 ohm. Các bác có thể là ghép vang để hát hò karaoke. Nhưng mà dòng đời đánh giá rất là cao, dòng đời Sony, cái dòng đời
của dòng T, dòng V 55 55 thì em đánh giá rất là cao. Nó rất là tỉ bản các bạn, rất tỉ bản nhé. Để các em mở cái này ra, rất là chặt, rất là tỉ bản luôn ạ. Các bác coi nguồn kinh khủng chưa, to, nguồn vàng rất là nặng, B là bản nặng, nặng như vậy ạ. Còn tất cả cái sườn nó còn nguyên bọc, nguyên mạc là chống nhiễu mát. Đấy, tất cả từ con ốc từ đây nữa nó có nhị chống hết này, và tất cả các mạch rất là chi mỉ tỉ mỉ cẩn thận. Sử dụng những con sò mà sò to, sò dài nhá, dài nóng nõng này đó, tiền nào của đó. Nhưng mà hôm nay em vẫn thanh lý luôn, bán rẻ cho các bác để về trải nghiệm những dòng đời cao cấp này. Em bán với giá là 2.500.000 đồng mã số 7 ạ. Đó, tuyệt vời chưa ạ? Vâng, đến mã số 8, đến từ thương hiệu Sansui D 5.7X. Dòng đời thì nó cũng quá quen thuộc rồi. Thằng này em cũng chưa vệ sinh sạch cho lắm, gọi là có lau vuốt qua thôi ạ. Em bao hàng zin cho các bác nhé. Mã số 8 ạ. Và đít của nó cũng còn khá là ok, chở kháng đánh từ 6 đến 16 ohm. Công suất của em nó là 155W, có thể đánh được đôi loa 30 bình thường nha các bác. Ruột của em ở đây. Đấy, 8 con, những con Sanken nhá. Dòng Sansui, dòng 5.7, 6.7, 7.7, 9.7 thì nó cũng một nô với nhau đấy ạ. Và em này em bán với giá là 2.400.000 đồng thôi nha các bác. 2.400.000 đồng bao zin cho các bác nhé. Mã số 8. Và mã số cuối cùng cũng đến từ thương hiệu Sansui, model là DAUD 6.7F, mặt màu trắng. Mặt mày phanh nhôm, các bác nào thích màu này có hai loại. Một loại màu mặt trắng và một loại mặt màu đen. Hôm nay em có loại mặt trắng phanh nhôm, nhiều bác hỏi màu trắng sang chảnh lịch sự đây ạ. Nó bị hơi cấn chảy một tí các nhá. Chảy một tí thì em bán rẻ luôn, 2.900.000 thôi. Vỏ nhổ gỗ còn rất đẹp luôn. Gỗ rất đẹp nhá. Chưa có sứt mẻ cái gì hết. Công suất của em này là 200W, trở kháng đánh từ 4 đến 16 ohm cũng rất là dễ ghép loa là vậy đấy ạ. Có hai đường sử dụng cho các bác loa thang. Đây, và phía trong ruột của em nó sử dụng 4 em tụ lọc nguồn khủng, thiết kế rất là hầm hố, sử dụng tản nhiệt bằng két dầu rất là to, rất to, to thô, to nguyên từ bên này sang bên tận kia, các bác thấy không, quá kinh khủng ạ. Tất cả là zin nha các bác nhá, nguồn to nha, chiết áp vuông đấy. Thì thường thường những dòng mà Ami là chiết áp vuông thì các bác thấy rồi, chất lượng rất là khá là dễ chịu. Dễ chịu chiều các bác, tai các bác khó tính. Và đến mã số cuối cùng này, đến là mã số 9, em bán cho các bác với giá là 2.900.000 đồng mã số cuối. Em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, cảm ơn các bác. Hẹn các bác tiếp tục tối mai vẫn Amni và loa nha các bác.